2019 là một nhóm nhảy tuy còn trẻ về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhưng đến nay nhóm đã có một danh sách dài với các danh hiệu lớn nhỏ đạt được từ những cuộc thi dance cover. SC319 là một nhóm nhảy cover K-pop được hâm mộ nhất nhì ở trong nước. Nhóm quy tụ nhiều bạn trẻ cả nam và nữ yêu thích âm nhạc và những vũ điệu Hàn Quốc. Nhảy cover cũng như cover một bài hát, bạn hát lại và thể hiện lại bài hát của người khác theo một hướng mới, mang phong cách của riêng bạn. ST319 nhảy lại những điệu nhảy của các nghệ sĩ và mang đến cho người xem một cái nhìn mới, một cảm giác mới cho những điệu nhảy.